Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, tuổi trẻ thành phố lựa chọn huyện Hòa Vang là địa bàn hỗ trợ trọng điểm hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp sức trẻ vào quá trình phấn đấu đưa huyện Hòa Vang trở thành thị xã trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi tập trung các nguồn lực về địa bàn Hòa Vang. Chính vì vậy thì thành đoàn cũng đã triển khai các lực lượng cũng như các kế hoạch để hỗ trợ trên địa bàn của huyện Hòa Vang để làm sao để thực hiện nhiệm vụ của thành ủy, ủy ban giao phó, đó là cố gắng đưa Hòa Vang trở lên thị xã trong thời gian sớm nhất. Trong 10 đội hình thanh niên tình nguyện được triển khai trong chiến dịch tình nguyện hè năm nay, thành đoàn Đà Nẵng tiếp tục củng cố đội hình thanh niên tình nguyện vì môi trường, nhất là các đội hình ngay tại cơ sở, nhằm phát huy vai trò hạt nhân, xung kích của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các mô hình thiết thực tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh như tuyến đường văn minh đô thị, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh sạch đẹp. Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thì đoàn thanh niên của quận Thanh Khê phối hợp cùng với các lực lượng ra quân vệ sinh môi trường biển. Ngoài cái hoạt động ra quân vệ sinh môi trường thì đoàn thanh niên của quận cũng thành lập các cái đội hình thanh niên tình nguyện để hỗ trợ người dân tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Với tinh thần xung kích nhiệt huyết, thông qua các phần việc cụ thể trong bảo vệ môi trường, tuổi trẻ Đà Nẵng tiếp tục lan tỏa thông điệp sống xanh, tuyên truyền nâng cao nhận thức và kêu gọi cộng đồng cùng hành động để góp phần xây dựng Đà Nẵng, thành phố môi trường.